Chào các bạn, hôm nay chè bonsai chúng VN sẽ hoàn thiện một tác phẩm chè bonsai. Thì đây là cái phần phôi đó, đã có bộ cành hoàn thiện, đang làm phần lá nha các bạn. Và đang có bộ rễ khá là ok nha các bạn. Thì phần này chè bonsai chấm VN sẽ chăm sóc thêm cho nó có được bộ rễ tốt hơn nữa. Thì hôm nay chè bonsai sẽ trồng tác phẩm này vô cái chậu này nha các bạn. Cái phôi này, cái phần rễ nó cũng tạm tạm chứ cũng chưa được tốt lắm. Thì chè bonsai.vn sẽ chăm sóc nó, sẽ có chăm sóc nó kỹ hơn xíu để nuôi cái bộ rễ này tốt hơn nha các bạn. Thì chè bonsai.vn có sử dụng một cái hỗn hợp, nó sẽ giống như là đất bùn ở các cái vùng quê nha các bạn. Thì cái hỗn hợp này sẽ giúp cho cái bộ rễ nó phát triển tốt hơn và cái cây nó sẽ khỏe hơn. Nếu như mà những cái phôi mà đã có bộ rễ khỏe mạnh rồi thì chúng ta cũng không cần thì phải đắp những cái không cần thì phải cho những cái hỗn hợp mà chăm sóc đặc biệt như này. Nhưng mà hiện tại thì phôi này cái bộ rễ nó mới tạm ổn thôi chứ cũng chưa được mọc được nhiều lắm. Cũng như vậy mà chè bonsai chắc kia sẽ chăm sóc nó đặc biệt hơn một chút. Nếu như các bạn ở các cái vùng quê thì hoặc là chúng ta có thể lấy được bùn thì chúng ta có thể dùng đất bùn để chúng ta đắp lên thay thế cho cái hỗn hợp dinh dưỡng này nhé. Thì cái dinh dưỡng này là chè bonsai.vn tự chế ra trong các cái điều kiện ở thành phố thì chúng ta không có được những cái đất bùn giống như ở vùng quê, nên chúng ta chè bonsai.vn phải tự pha cái hỗn hợp dinh dưỡng để thay thế cho cái bùn. Để cho đảm bảo chăm sóc cho cái bộ rễ của cái phôi này nó phát triển tốt thì chè bonsai hiện tại đang đắp bùn cho toàn bộ cái thân để giữ ẩm và giữ mát cho cái phôi này. Sau đó mình sẽ vào thành phẩm và sau này sẽ rửa đi sau nha các bạn. Thì hiện tại thì cái phần này nó sẽ làm cho cái phôi của mình nó hơi bị xấu, nhưng mà đối với chè bonsai thì quan tâm đầu tiên đó là sức khỏe của những cái phôi và những cái tác phẩm mà mình trồng lên. Như vậy mà cái phần đẹp của nó sẽ được chú trọng vào cái giai đoạn thành phẩm cuối cùng, khi mà cây trưởng thành có đầy đủ bộ lá và bộ rễ. Thì chè bonsai.vn sẽ dùng cái chậu này và giá thể thì sẽ là hỗn hợp của đất mùn dừa để tạo cái độ ẩm và độ tơi xốp cho cái chè. Thank you.
Do cái phần này cái phôi cũng khá là khỏe nên là mình sẽ trồng cao một chút để khoe được cái phần thân của cái phôi lên cho nó đẹp nha các bạn. Thì sau khi mà xác định được cái độ cao này thì chúng ta sẽ căn chỉnh làm sao để chúng ta thấy nó cái dáng thế mà chúng ta vừa ý rồi thì sẽ cho nó thể vô để có được. Do mình lừa rất là sốt nên là khi tưới nước vô nó sẽ rút nước ở đây, các bạn là nhớ chèn chặt kẽ thể, chèn chặt kẽ thể cho trước nó rút đi là vừa. Thì hiện tại thì tre bonsai.vn đã vào lá thể xong. Sau này khi mà cây phát triển ổn định thì các cái phần bùn này sẽ vệ sinh sạch các cái phần bùn này đi. Hiện tại thì mình ưu tiên là cây sẽ phát triển mạnh trước khi mà đến nghĩ đến chuyện làm đẹp. Quay tiếp cái phần này sau khi mà xong giá thẻ thì mình sẽ làm tưới đẫm một lần nữa các bạn, tưới đẫm một lần thật đẫm để cho nó cái nước nó ngậm vào trong giá thẻ. Và chúng ta có thể mấy ngày sau mới cần phải tưới lại. Cái hai nữa là khi mà tưới đẫm như thế này thì chúng ta cũng kiểm tra được cái độ thoát nước để không bị úng nha các bạn. Nếu như mình tưới mà nước nó rút đi tốt thì là sẽ được nha các bạn. Kiểm tra nếu như mà nước mình tưới tưới vào mà nó được rút đi tốt thì sẽ đạt, còn nếu không thì chúng ta phải coi lại cái phần hót ở bên dưới để cây không có bị úng.
tại bây giờ thì sau này chúng ta có thể trang trí rêu, cỏ rêu và đá để ở cái phần đế này, để tạo cái màu sắc và cái giữ ẩm cho cái tác phẩm này, thì lúc đó nhìn nó sẽ rất là đẹp nha các bạn. Thì các bạn mình xin cái video ở đây, các bạn nhớ theo dõi, nhớ đăng ký kênh và theo dõi video để những cái tác phẩm này kevinsai.vn sẽ cập nhật thường xuyên cho các bạn xem nha. Thì đối với tre bonsai thì cũng là khá là mới mẻ với người Việt Nam mình, thì tre bonsai.vn sẽ giới thiệu những cái kinh nghiệm mà tre bonsai.vn đã trải qua để hỗ trợ cho các bạn chơi có sở thích mà chơi tre bonsai.vn, có sở thích mà chơi muốn chơi về tre bonsai nha các bạn. Các bạn nhớ theo dõi kênh nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn.